Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay các xe trộn bê tông chúng mình lại tham gia một cuộc thi thử thách nè. Mình là xe trộn bê tông màu xanh đây. Các bạn ơi, đường đi rất khó khăn. Wow, có rất là yêu nhìn và nhiều ở đây nè các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Mình phải né đường khác thôi. Wow, phía trước mình là một con nhện màu đỏ nữa, có cái mặt rất là ghê, mình phải quẹo qua thôi. Đã thành công rồi. Wow, phía trước là cái gì đây? Wow, một anh chàng mặt trăng. Wow, nhảy qua cái hố. Rồi các bạn ơi, bay cái bánh của mình rồi. Mình bị bánh sau bụng mình bị bốc cháy luôn rồi. Wow, wow, wow. Wow, một cái hố lửa. Wow, các bạn ơi, mình tung vô hố lửa rồi. Phía trước của mình là hai con cọp rất là khổng lồ, hay là hai con chuột gì này các bạn ơi. Mình một bị bốc cháy rồi, vậy là mình thua rồi nha. Tiếp theo mình là xe trộn bê tông màu đỏ đây. Hôm nay mình cũng tham gia cuộc thi thử thách. Nghe nói là cuộc thi này rất là khó khăn vì có rất nhiều con quái vật phía trước mình, nhưng mình sẽ cố gắng. Mấy con yêu nhện nhện này thì mình không có sợ nó một chút nào hết, nhưng mà mình cũng phải né nó ra, chứ nó mà cạp một cái là bay cái thùng của mình luôn. Bây giờ có một con nhện màu đỏ, mình né qua một bên nào. Thành công rồi. Phía trước của mình là anh chàng gì đây, đội cái nón không gian này, anh nhảy qua. Wow, mình đã nhảy qua cái hố thành công. Và bây giờ tới là cái hố lửa này. Hồi nãy bạn xe trộn bê tông màu xanh đã bị vướng vô, mình nhảy qua nào. Đã thành công rồi. Bây giờ mình sẽ chui vô đường hầm này. Wow, một đường hầm rất là dài và tối om luôn. Rồi, mình đã thoát ra khỏi đường hầm rồi. Wow, phía trước mình bên tay trái là cái gì kia? Wow, khúc ghế kia, mình phải né qua. Wow, mình né qua đường này thì có một con quỷ các bạn ơi. Wow, một anh chàng dũng sĩ hay là cái gì cầm kiếm kìa, mình phải chui qua trên nó thôi, chui qua nào. Wow, bay qua cái hồ. Wow, bay cái bánh của mình rồi. Đường này khó đi quá các bạn ơi. Oh my god, mình tung trúng anh chàng khổng lồ này rồi, mình bốc cháy rồi. Tiếp theo mình là xe trộn bê tông màu vàng đây. Các bạn ơi, đường đi hồi nãy thật là nguy hiểm. Xe trộn bê tông màu đỏ hồi nãy đã tung vô anh chàng khổng lồ và bốc cháy rồi. Mình phải kiếm đường khác mình đi thôi. Để xem mình đi đường nào đây, các bạn gợi ý cho mình xem. Đây rồi, mình sẽ đi qua bên trái này. Wow, đây có một cái gờ nhưng không sao, mình sẽ bay lên được. Rồi, thành công rồi. Wow, rớt cái thùng của mình ra ngoài rồi kìa. Nhưng không sao, mình phải cố gắng thôi, tiếp tục. Tiếp tục nào, chạy nhanh lên nào. Wow, né qua. Bây giờ là cái hố lửa này, mình phải bay qua thật nhanh, không là mình vướng vô. Bay qua nào. Wow, thành công rồi. Bây giờ mình chui vô hầm, xém nữa là mình bị lật luôn. Nhưng không sao các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục chạy con đường nào đây. Bây giờ mình chạy con đường bên phải đi. Con đường bên trái có hút ghi rất là sợ. Và bây giờ mình sẽ né những người quỷ khổng lồ này ra. Đây là con quỷ có hai cái sừng rất là dài luôn. Và đây là một anh chàng dũng sĩ cầm kiếm. Mình phải chui qua cái chân của anh nó thôi. Kia rồi, có một người khổng lồ màu vàng. Wow, bay cái thùng của mình rồi. Cái người khổng lồ màu vàng phía trước mà hồi nãy xe trộn bê tông màu đỏ đã tung vô. Bây giờ mình phải vượt qua thôi. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Mình đã vượt qua thành công rồi. Tiếp theo, và nhảy qua nào. Wow, mình bốc cháy rồi kìa. Nhưng không sao, mình phải nhảy qua cái hố lửa này thôi. Nhảy qua nào. Nhảy qua nào. Wow. Wow, các bạn ơi, mình nhảy không thành công rồi. Mình bị tung vô cái thành và bây giờ mình rớt xuống núi lửa rồi. Còn mình là xe trộn bê tông màu xanh da trời đây các bạn ơi. Cái thùng của mình đang quay rất là nhanh, chứng tỏ mình có nhiều bê tông xi măng lắm nè, nên mình phải chạy cẩn thận thôi. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên trái tay trái của mình nè. Mình sẽ không bay lên đâu. Wow, nhưng mà có cái gờ mình phải vượt qua thôi. Được rồi, thành công rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ né cái con trôi trôi này ra. Wow, wow, mình bị vướng như cái chân của nó, rơi cái thùng của mình ra ngoài rồi. Nhưng không sao, mình nhảy lên tiếp nào. Wow, rớt cái thùng của mình luôn rồi. Bây giờ là cái hố lửa này, ở dưới là dung nham núi lửa, nhảy qua nào. Thành công luôn rồi các bạn ơi. Wow, phía trước mình là gì đây? Wow, một cái bàn tay đầy là gai, nhảy qua luôn, chui qua thành công rồi. Wow, và sẽ đi đường này là có hút ghi. Ê, anh hút ghi ơi, anh đừng có cắn em nha. Rồi, vượt qua thành công rồi. Wow, con đường này, wow, có người bao bốn mắt kìa, nhảy qua luôn. Wow, người lè lưỡi. Oh, ben lè lưỡi kìa. Mình đã vượt qua thành công rồi, đường này rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Một cây cầu bị gãy nè, có rất là nhiều chỗ bị lõm xuống luôn. Ê, rồi mình bị lật rồi các bạn ơi. Hên quá, không sao, mình đứng lại được rồi. Mình đã bốc cháy nhưng mà mình đã rất là may mắn. Ê, hố lửa, vượt qua thành công luôn rồi. Ở đây có rất là nhiều lớp hố lửa nè. Bây giờ mình vượt qua những cái gì tiếp theo đây? Wow, đường đi thật là gồ ghề các bạn ơi. Kia rồi, mình đã thấy đích tới rồi. Phía trước của mình là đích tới nha. Mình sắp thành công rồi, hy vọng là mình sẽ vượt qua được. Vượt qua tiếp nào.
Wow, các bạn ơi, mình là người chiến thắng nha, mình là người về đích đầu tiên nè. Không biết các bạn có thành công như mình không, mình chúc các bạn may mắn nha, mình về đích rồi. Các bạn ơi, mình là xe trộn bê tông màu xanh lá cây đây. Wow, bạn xe trộn bê tông màu xanh da trời hồi nãy thật là giỏi quá đi, đã về đích thành công. Mặc dù cái thùng của bạn ấy bị rơi ra ngoài và bạn ấy bị bốc cháy, nhưng bạn ấy rất là cố gắng. Nên chúng ta phải cố gắng rất là nhiều trong cuộc sống nha. Bây giờ đến lượt cuộc thi của mình đi đường nào đây? Wow, các bạn ơi, mình phải quẹo vô đây. Đây có một cái hố nè, mình chui vô cái lỗ này coi. Chui vô nào, chui vô nào. Wow, để xem mình đi đường khác coi có nhanh hơn không và có thành công không. Wow, một con đường hầm rất là tối luôn, phải nhanh chóng vượt qua con đường hầm này thôi. Kia rồi, ánh sáng phía trước rồi, đã ra được con đường hầm. Wow, cũng lại quay về vị trí cũ ha các bạn ơi. Nhưng không sao, mình phải vượt qua cái hố lửa này. Nhảy nào, 1, 2, 3. Oh my god, các bạn ơi, mình bị vướng vô rồi. Giờ là mình cũng thất bại rồi nha. Tiếp theo, mình là xe trộn bê tông màu hồng đây. Wow, các bạn ấy đã tham gia cuộc thi rất là khó khăn luôn. Chỉ có bạn xe trộn bê tông màu xanh da trời là thành công thôi. Còn các xe khác đã dính vô bẫy hết rồi. Còn mình, bây giờ mình sẽ đi đường nào đây? Ok, mình có đường đi riêng rồi. Người thành công luôn có lối đi riêng. Mình sẽ quẹo qua tay phải. Đây, mình không chui vô cái lỗ này đâu. Mình quẹo qua đây. Ây ây, rồi. Trời ơi, bị vướng vô rồi. Rơi cái thùng của mình ra ngoài rồi. Nhưng không sao, bỏ cái thùng đi, mình sẽ nhẹ hơn và mình sẽ dễ chạy hơn. Bây giờ mình sẽ đi trong cái con đường hẹp này để coi con đường này ra đâu. Oh my god, cũng ra vị trí cũ ha. Nhưng không sao, mình sẽ tránh cái hố lửa này ra. Quẹo qua bên đây nào. Thành công rồi. Ơi ơi, cái gì đây? Oh my god, mình tung trúng cái xe trộn bê tông màu xanh dương lúc đầu rồi các bạn ơi. Vậy là mình thất bại nha. Không có lối đi nào thành công bằng cái lối đi chân chính hết các bạn ơi. Còn mình là xe trộn bê tông màu trắng đây. Hu hu hu, mình sợ tham gia cuộc thi thử thách này lắm các bạn ơi. Nên là mình không tham gia đâu, mà mình sẽ phải đi đường khác thôi. Bây giờ mình sẽ quẹo qua bên đây và mình sẽ đi đường này nè các bạn ơi. Chứ mình sợ lắm, mình nhát gan lắm các bạn ơi. Ê ê, xem nữa là mình lọt xuống vực luôn rồi. Nhưng không sao, bây giờ mình sẽ phải chạy về nhà với mẹ thôi. Đây, con đường này không biết dẫn mình đi tới đâu đây, nhưng mà hình như nó là con đường xuống dốc, và hình như cái dốc này rất là cao luôn, rất là xa và dài nè. Hình như phía dưới của mình là toàn là sa mạc đầy cát luôn kìa, nhưng mình phải cố gắng mình vượt qua thôi, vì mình không dám rơi vào cái hố lửa đó đâu. Mình cũng sợ các con yêu nhện nhện lắm các bạn ơi, nên mình phải chọn đường này, các bạn thông cảm cho mình nha. Ở các bạn thấy không, xuống dốc rất là nhanh luôn. Cái thùng của mình vẫn là quay kìa. Tốt nhất là mình nên đi về để mình đi làm việc. Mình phải mang bê tông xi măng tới công trường để xây dựng nhà cửa, chứ mình không nên tham gia cuộc thi thử thách như vậy. Wow, tốc độ của mình rất là nhanh nè các bạn ơi, vì cái dốc này rất là cao luôn. Các bạn thấy hai bên đường kìa cũng là dốc luôn, rất là nguy hiểm. Các bạn thấy cabin mình nó có đẹp không? Các bạn ơi, mình bốc cháy luôn rồi. Mình tung trúng cái gì rồi? Ấy, rơi cái thùng rồi. Oh my god, mình bị nát tan tành luôn rồi các bạn ơi. Vậy là mình cũng thua luôn rồi. Mình đi đường khác mà mình cũng không tránh được cái tai nạn này rồi. Vậy là mình cũng thất bại luôn nha. Các bạn ơi, các bạn nhớ cố gắng để thành công nha. Bye bye các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một cuộc thi thử thách giữa các xe trộn bê tông nè. Hôm nay chúng ta chỉ có những xe trộn bê tông thi với nhau thôi, chứ không có xe nào khác hết. Và cuộc thi của chúng ta là cuộc thi vượt chướng ngại vật nha, và vượt qua cái hố dung nham núi lửa. Và có một xe trộn bê tông rất là xuất sắc luôn, đã chiến thắng trở về đích luôn. Còn các xe trộn bê tông khác thì đã thua. Và trong đó có một xe trộn bê tông màu trắng là xe cuối cùng, rất là nhát gan luôn các bạn ơi, đã không dám tham gia cuộc thi và đi đường khác, cuối cùng cũng bị hư luôn. Nên là bài học trong video này là nhắc nhở các bạn là hãy can đảm nha. Mình phải can đảm nè để mình vượt qua tất cả các kỳ thi hoặc là những thử thách trong cuộc sống nè. Và mình phải cố gắng kiên trì rất là nhiều. Mình cũng phải thật thà và khiêm tốn dũng cảm nữa thì mình mới thành công nha. Mình chúc các bạn thành công trong cuộc sống và xem video vui vẻ nha. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của Bus City nha. Bây giờ nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.